người. Số bạn nàng không hạn chế, hễ ai là con gái chưa chồng, tuổi từ 13 đến 17 đều được vào hát. Nhưng số đó quá đông thì người ta chia ra làm nhiều tốp, tùy theo lứa tuổi mà gọi là bạn nàng lớn hay bạn nàng con. Người cái cũng như các bạn nàng khi vào hát đều phải mang quẻ, tức là phải trong sạch, không có tang trở hoặc việc buồn nào khác. Mọi người luyện tập ca hát rất tự nguyện, cảm thấy vinh dự nên rất say sưa. Một nét đặc sắc của hát dô là hát bỏ bộ. Hát bỏ bộ không mang tính chất nghi lễ, là loại hát tự do và chỉ được tổ chức ở hai thôn Bái Nội và Bái Ngoại. Nó rất sinh động và phản ánh nhiều mặt cuộc sống tình cảm, cuộc sống lao động. Sự có mặt của hát bỏ bộ trong hát dô chứng tỏ có mối quan hệ giữa dân ca nghi lễ và dân ca trữ tình. Hát dô cũng mang âm hưởng của hát xoang của Phú Thọ và cũng gần gũi với hát chèo tàu. Và những cái lời ca nó cũng có những cái sự nó đan xen và nó trùng khớp với nhau. Thí dụ cái bài Xe Chỉ thì ở chèo tàu cũng có, mà hát xoang cũng có. Hoặc là cái điệu dô hầy ở đây thì ở dưới chèo tàu cũng là chèo thuyền. Cho nên nó, cái vùng đồng bằng Bắc Bộ chứng tỏ ngày xưa là các cái liền anh, liền chị hoặc là các cái phường trạ có giao lưu với nhau và có trao đổi với nhau. Và đây là cái vùng nó tương đối bán sơn địa. Thế và nó dần dần nó về đến kinh thành Thăng Long thì cái điệu hát nó phong phú hơn và nó đa dạng hơn. Nhưng mà cái hát dô thì chúng tôi thấy vẫn rất quý đặc sắc, nó là giữ được cái cổ truyền của ông cha từ xa xưa và mang một cái tính chất của cái người lao động. Hát dô có hai thể loại, linh ca còn gọi là hát trúc và tình ca, tức hát bỏ bộ. Linh ca là những bài có tính linh thiêng, hát ở trong đình, chùa và dịp lễ hội. Lời ca hầu như không thay đổi theo thời gian. Tình ca là những bài thể hiện tình cảm nam nữ, nói lên những ước mơ của nhân dân lao động và niềm tin của con người vào thế giới siêu nhiên. Lối hát dô theo hình thức truyền miệng dễ nhớ, âm nhạc tồn tại dưới bốn thể loại: hát nói, hát ngâm, hình thức dô và hình thức ca ca khúc. Lời những bài hát này hiện nay đều có văn bản ghi lại. Những bản hát dô gốc sớm nhất được chép vào năm 1916 dưới thời vua Khải Định. Hiện nay có một số bài hát dô thường được dân làng hát như hái hoa, chơi qua bãi cát, chèo thuyền, xuân sang hè, trúc mai, lên chùa và muỗi đốt tứ tung. Nhạc cụ chỉ đơn giản là một đôi sênh do ông cái gõ điều khiển. Ông cái là một nam thanh niên có diện mạo khôi ngô, có giọng hát trong. Các làng thường lập những đội hát gồm các thiếu nữ từ 13 đến 20 tuổi để chuẩn bị cho ngày hội. Trong mỗi đội hát chỉ có một ông cái là nam giới, còn lại là 24 nữ, gọi là bạn nàng hay con hát. Các đội hát của các thôn lần lượt vào hát theo thứ tự đã ghi trong văn bản. Cuộc hát thường bắt đầu từ sáng sớm, đến trưa mới khắp lượt các thôn. Trang phục của hát dô cũng mang những điều hết sức thú vị. Nét đẹp trang phục của hát dô thì trong là có ba cái áo bà ba. Và ngoài một cái áo là áo gù, ngoài là áo mớ ba mớ bảy và một cái váy.
thì có nghĩa thể hiện cho cái bài hát là áo mặc, áo mở, áo mai. Cụ hoàn cài tai có nghĩa là ngày xưa là bạn nàng là đều đeo tổng ten ở tai, là áo mặc nè, áo mở, áo mai, cụ hoàn cài tai, ớ hơ lên chầu, có nghĩa là chầu thánh ở đền Cái Chon. Thế cái thứ hai là cái tại sao để có cái túi. Cái túi này nó tượng trưng cho là cái túi muối cam, là đựng dầu. Thế và một cái khăn thì có nghĩa là cái bài hát là đều là các bạn nàng hát là có nghĩa các cháu là mở túi và nâng khăn. Ơi hơ là tôi ăn dầu, có nghĩa thể hiện cho lấy dầu trong cái túi này để ra lấy ăn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tượng trưng cho quả đầu tiên là có cái lời hát là chèo chơi tới xá chèo chơi mà chèo lên trên trời hái quả đầu tiên, chỉ có trên trời mới có quả đầu tiên, thì tượng trưng cho quả đầu tiên cũng được là nó màu đỏ là tượng trưng. Đấy là hát dô. Thế và cái quạt thì tại sao mà hát quạt, thì ngài có dặn nó nói là quạt này có 16 xương ở giữa phiến giấy tư lương căng màu. Thế mà cái hát đến đâu thì các con nó lại tưởng tượng nó có nghĩa mua múa phù họa. Ở giữa phiến giấy tư lương căng màu, có nắng thì che lên đầu, có nực thì quạt đi đâu thì cầm, ra đường gặp khách riêng lấy quạt che miệng nói thầm cùng nhau. Có nghĩa là tỏ tình. Ngày xưa là thánh có nghĩa là nói về, có nghĩa là nét đẹp văn hóa của người dân tộc Việt Nam là nó không nghĩa là phô trương, rất là kín đáo. Có nghĩa bây giờ là tỏ tình, nghĩa là trai gái tỏ tình trong cái đời sống hàng ngày, là cái đời thường của mình. Thì trong những cái bài hát chúc này là 36 làn điệu, có nghĩa là ý tứ là lấy quạt che miệng nói thầm cùng nhau, có nghĩa là tỏ tình. Đấy là một cái nét đẹp văn hóa của như thế là người dân sư đoàn. Hát dù gắn liền với đền Khánh Xuân hay còn gọi là Xuân Ca Cung. Sự tích đền Khánh Xuân được gắn với truyền thuyết kể lại rằng người con rể của vua Hùng thứ 18 một lần đi du ngoạn ở vùng Liệp Hạ, say đắm cảnh sắc thiên nhiên nên đã lưu lại một thời gian để giúp nhân dân cày cấy. Hàng năm vào những ngày đầu xuân, họ đến đây hát múa. Theo lời kể của nhân dân địa phương, thần tản viên còn để lại trong đền một cuốn sách, đó là văn bản của hát dô hiện nay. Hát dô thì thứ nhất là hát nghi lễ, cho nên chúng ta ngồi đây là ngôi đền Khánh Xuân, còn gọi là Xuân Ca Cung. Nghi lễ thờ thánh tản viên. Xa xưa đã có những câu chuyện truyền thuyết là thánh tản viên thường hay du ngoạn qua cái vùng này, thấy phong cảnh hữu tình, dân thuần hậu và cuộc sống no đủ, cho nên thánh thượng dừng lại và làm một cái hành cung để thỉnh thoảng qua lại. Từ đó dân mới lập thành một cái ngôi đền Xuân Ca Cung như hôm nay. Và hàng năm cứ đến mùa xuân thì hội dô được mở ra từ cái sân đình này. Thứ nhất là tưởng nhớ thánh tản viên Sơn, sau đó là ngợi ca phong cảnh của quê hương giàu đẹp, trù phú.